Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của shop nữa, đó là chiếc bu mực Rappi Palangu. Đây, mời các bạn xem. Đây là cái bút rất tuyệt vời. Bút này cho học sinh viết ngòi viết là chơi. Và có một cái hay nữa đó là bút này không bị dây mực ra tay như các bút khác trên thị trường. Mình xin được mở hộp cho các bạn xem. Chiếc bút nó trông như thế này đây. Chiếc bút này được sản xuất tại Nhật, hàng made in Japan luôn. Bút có chiều dài mức trung bình, thân bút làm bằng nhựa trong suốt như các bạn thấy, có thể nhìn xuyên từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Đó. Bút này là trơn và có đóng mở theo thế nào kéo đật. Đây. Đó. Chiếc bút này có đặc điểm nắp bút có một cái nò xo đây, nò xo ở chỗ này này, dùng để trợ lực cho ngoài bút, và khi đóng bút nghe tiếng cắc cắc rất là vui tai. Đó. Chiếc bút này có cỡ ngòi là 0,3, tương đương với ngòi ép. Đầu ngòi đây, đầu ngòi đây được làm bằng kim loại phủ platinum rất là bền, viết rất là trơn và êm, không có cảm giác bị gai như các bút khác. Chiếc bút này có một cái rất hay nữa, đó là nó sử dụng công nghệ của platinum, đó là công nghệ không bay hơi, chống bay hơi, và viết có thể viết bình thường nếu bạn để trong một thời gian dài mà không sử dụng đến, viết rất thoải mái. Về cách sử dụng của cái bút ấy, đối với những bạn lần đầu tiên sử dụng ấy, thì bạn nên hướng cái ngòi viết lên trên và cắm mạnh cái ống bút vào cái phần mực, thân mực này. Vì trong cái thân mực này nó có một cái viên bi, có một viên bi, đúng không? Bạn cắm mạnh xuống thì viên bi nó sẽ chạy xuống trong ống mực này, nó sẽ đẩy mực lên. Tiếp đến là bạn hướng đầu ngoài bút xuống ở theo cái tư thế viết, các bạn giữ trong khoảng 20 giây thôi, tầm 20 giây là có thể viết được bình thường rồi, viết trơn và mềm. Chiếc bút này nó có thể thay mực thoải mái, có ống mực để thay. Này, xin giới thiệu các bạn. Đây là ống mực đi kèm bút. Đó. Chiếc bút này là có giá là 70.000 đồng. Bên trong nó có kèm một cái ống mực sẵn của nó là có giá 20.000 rồi. Đó. Còn đây là cái xi lanh thay thế ống hút mực, gọi là convert ấy. Cái này loại rẻ, giá bán tại shop đó là 30.000 đồng. Khi hết mực bạn không muốn dùng mực của bút sẵn của bút ấy, đó là cái loại này, thì bạn có thể dùng mực khác, bạn lắp thay cái này vào trong đầu bút. Bạn có thể dùng kéo đẩy để hút mực đây, kéo đẩy để hút mực lên. Đây là loại thường. Còn có một loại nữa là loại VIP, có giá bán là 160.000, nhìn rất là sang trọng. Đó, đây. Cái ống này, convert này, nó hoạt động theo cơ chế là xoay, xoay lên xoay xuống để hút mực. Không như convert loại thường là kéo và đẩy. Đó. Chiếc bút mực này nó có 3 màu cho bạn lựa chọn, đó là màu xanh, đây, màu xanh. Màu đen. Đen sang trọng, đen quý phái. Đây.
mà nó có màu tím, gọi là tím thủy chung đó. Đây, các bạn xem. Bút có 3 màu cho bạn thoải mái lựa chọn những cái màu mà mình thích. Nếu bạn có muốn nhu cầu mua bút mực Bravi để viết hoặc là tặng cho người thân như con em của mình thì có thể gọi điện đến số theo hotline là 0983 13 1528. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn 24/7. Tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của shop nữa, đó là chiếc bút mực Bravi Palau. Mời các bạn xem. Đây là cái bút rất tuyệt vời. Bút này cho học sinh viết ngòi, viết là trơn. Và có một cái hay nữa, đó là bút này không bị dây mực ra tay như các bút khác trên thị trường. Mình xin được mở hộp cho bạn xem, các bạn xem. Chiếc bút nó trông như thế này đây. Chiếc bút này được sản xuất tại Nhật, hàng made in Japan luôn. Bút có chiều dài mức trung bình, thân bút làm bằng nhựa trong suốt, như các bạn thấy, có thể nhìn xuyên từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Đó. Bút là trơn và có đóng mở theo thể loại kéo đẩy. Đó. Chiếc bút này có đặc điểm nắp bút có một cái lò xo đây, lò xo ở chỗ này đây, dùng để trợ lực cho ngoài bút, và khi đóng bút nghe tiếng cắc cắc rất là vui tai. Đó. Chiếc bút này có cỡ ngòi là 0,3, tương đương với ngòi ép. Đầu ngòi ấy, đây, đầu ngòi đây, được làm bằng kim loại phủ platinum rất là bền, viết rất là trơn và êm, không có cảm giác bị gai như các bút khác. Chiếc bút này có một cái rất hay nữa, đó là nó sử dụng công nghệ của platinum, đó là công nghệ không bay hơi, chống bay hơi, và viết có thể viết bình thường nếu bạn để trong một thời gian dài mà không sử dụng đến, viết rất thoải mái. Về cách sử dụng của cái bút ý, đối với những bạn lần đầu tiên sử dụng ý, thì bạn nên hướng cái ngòi viết lên trên và cắm mạnh cái ống bút vào cái phần mực, thân mực này. Vì trong cái thân mực này nó có một cái viên bi, có một viên bi, thấy không nào? Bạn cắm mạnh xuống thì viên bi nó sẽ chạy xuống trong ống mực này, nó sẽ đẩy mực lên. Tiếp đến là bạn hướng đầu ngoài bút xuống ở theo cái tư thế viết, các bạn giữ trong khoảng 20 giây thôi, tầm 20 giây là có thể viết được bình thường rồi, viết trơn và mềm. Chiếc bút này nó có thể thay mực thoải mái, có ống mực để thay. Nào, xin giới thiệu các bạn. Đây là một thay mực đó. Đây là ống mực đi kèm bút. Đó. Chiếc bút này là có giá là 70.000 đồng. Bên trong nó có kèm một cái ống mực sẵn của nó là có giá 20.000 đồng. Đó. Còn đây là cái xi lanh thay thế ống hút mực, gọi là convert ấy. Cái này loại rẻ, giá bán tại shop đó là 30.000 đồng. Khi hết mực, bạn không muốn dùng mực của bút sẵn của bút ấy, đó là cái loại này, thì bạn có thể dùng mực khác, bạn lắp thay cái này vào trong đầu bút. Bạn có thể dùng kéo đẩy để hút mực đây, kéo đẩy để hút mực lên. Đây là loại thường. Còn có một loại nữa, đó là loại VIP, có giá bán là 160.000, nhìn rất là sang trọng. Đó, đây. Cái ống này, convert này nó hoạt động theo cơ chế là xoay, xoay lên xoay xuống để hút mực.
không như Convert loại thường. Convert loại thường là kéo và đẩy. Chiếc bút mực này nó có 3 màu cho bạn lựa chọn, đó là màu xanh. Đây, màu xanh. Màu đen. Đen sang trọng, đen quý phái. Và là có màu tím, gọi là tím thủy chung đó.